nó muốn cạp luôn rồi, nó muốn tạp luôn rồi, đúng rồi. Đúng là bộ. Nó muốn tạp luôn rồi. À, chụp chụp cái đầu á. Chụp cái đầu á. Úi trời. Chụp cái đầu á. Quay luôn luôn, quay người bạn gốc quay. Bây giờ tao quay lại khoảnh khắc nè. Mấy ghế này được không ta? Hả? Ghế này được, được khỏi lên ghế. Chụp cái đầu á. Chụp cái đầu á, nó dụ vô. Rung người, clip rắn khủng dài gần 2 mét bò lên giường ký túc xá khiến nhiều sinh viên hoảng hốt ở thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 2 tháng 4, hiện trên các diễn đàn mạng xã hội truyền tay nhau vụ việc như sau. Con rắn dài gần 2 mét đột nhập vào bên trong phòng ký túc xá khiến nhiều người kinh hồn bạt vía. Thôi nói gì nói, chúng ta cùng nhau xem chi tiết vụ việc cùng Sài Gòn TV rồi hẳn bình luận bên dưới video nhé. Cụ thể, đoạn clip ghi lại hình ảnh con rắn dài cả mét trườn vào phòng ký túc xá ở thành phố Hồ Chí Minh được chia sẻ lên mạng xã hội, khiến nhiều người rùng mình. Theo như chia sẻ, không hiểu bằng cách nào đó, một con rắn lớn đã bò vào bên trong ký túc xá, rồi leo lên giường của một sinh viên. May mắn con rắn mới chỉ bò đến bên ngoài màn, thì được các bạn cùng phòng phát hiện và hô hoán. Theo dõi đoạn clip cho thấy, một người đàn ông được cho là bảo vệ đã tìm cách để bắt con rắn khủng này. Người đàn ông một tay cầm đuôi, một tay cầm miếng vải với ý định chụp đầu con rắn. Tuy nhiên, khi phát hiện nguy hiểm, con rắn liền quay đầu lại tấn công khiến tất cả được phen hú vía. Ngay sau khi bò quanh chiếc giường sắt, con rắn đã trườn xuống sàn nhà và bò về phía đống quần áo nhằm tìm cách bỏ trốn. Nhìn kích thước cũng như trọng lượng khủng của con rắn khiến tất cả những sinh viên có mặt được phen hú vía. Hình ảnh này không chỉ khiến người chứng kiến mà cư dân mạng cũng phải rùng mình. Tôi dựng clip mà da gà tôi nổi lục cục luôn á mấy bà. Ngay sau khi được chia sẻ khiến ai nấy đều hoảng hốt và bày tỏ lo lắng nếu không phát hiện kịp thời và để bị tấn công thì rất nguy hiểm. Thực chất bé nai trong clip thường được gọi bằng cái tên rắn hổ vện hay rắn hổ trâu với vẻ ngoài hầm hố, hung tợn. Nhưng thực chất chúng rất hiền, là rắn hổ nhưng lại không có nọc độc, phẩm chất thịt ngon, bổ dưỡng, đặc biệt có nhiều công dụng trong y học, do đó nhu cầu tiêu thụ loài rắn này trên thị trường là rất lớn. Còn bạn mình thấy sao về clip rắn khủng khiến hai xem qua cũng phải rợn tóc gáy này? Bình luận ngay cho chúng tôi biết với nhé. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.